chú lật ra trang 126. Dịch nghĩa: Nhiếp Thiện Tinh Tấn. Chương thứ 34. Thầy Sa Môn ban đêm tụng kinh Di Giáo của Phật Ca Diếp. Tiếng ông buồn thảm, lo ngại, muốn sụt lùi. Phật hỏi ông rằng: Trước kia ở nhà ông đã từng làm cái nghề gì? Ông thưa rằng: Ưa khải đàn cầm. Phật hỏi: Dây đàn dùng thì sao? Thưa rằng: Không kêu được. Phật hỏi: Dây thẳng thì sao? Thưa rằng: Tiếng kêu cục ngắn. Dùng thẳng vừa chừng thì sao? Thưa rằng: Đủ các âm thanh vi diệu. Đức Phật dạy: Bậc Sa Môn học đạo cũng như thế. Tâm nếu giữ chừng mực thì đạo có thể chứng được. Đối với đạo, nếu gấp gáp quá thì thân mỏi mệt. Thân nếu mỏi mệt thì ý liền sanh phiền não. Ý nếu sanh phiền não thì hạnh liền sụp lùi đi. Hạnh đã sụp lùi thì tội ắt thêm lên. Chỉ có thanh tịnh an lạc đạo mới không mất được. Như vậy, đại ý của đoạn này muốn nói gì? Nhiếp thiện tinh tấn nghĩa là người tu tinh tấn không đúng sẽ dẫn đến lui sụp trên đường đạo. Như vậy, người nào tu mà không hiểu biết mình tu y như cộng dây đàn, không căng quá cũng không được dùng quá. Nếu mình cứ điều điều mỗi ngày mình tu tập trong sự an lạc thanh tịnh thì điều đó dễ dẫn đến con đường giải thoát giác ngộ. Nếu người nào tinh tấn quá thì cảm thấy tâm, cái thân mỏi mệt, tâm sẽ sanh ra phiền não. Mà sanh ra phiền não thì tội nó lớn lên thêm. Vậy thôi, đừng có giải đãi quá mà cũng đừng quá ép cái thân. Như vậy chúng ta gọi là trung đạo. Đại ý của đoạn đó là thế. Chương thứ 35, Phật dạy: Như người luyện sắt bỏ cái quặng thành đồ dùng, đồ dùng liền được tinh xảo, tinh hảo. Người học đạo bỏ cái tâm cấu nhiễm thì cái hạnh liền được thanh tịnh. Giảng nghĩa: Phật Ca Diếp dịch là ẩm quang, vì hào quang sáng chói lướt mất cả ánh sáng của mặt trời mặt trăng. Phật Ca Diếp là một trong bảy Đức Phật thuộc về quá khứ. Ngài đã thị hiện ở thế giới này lúc mà loài người còn sống đến 2.000 tuổi. Lúc bấy giờ, Đức Thích Ca còn là vị Bồ Tát tên là Hộ Minh. Đến Phật Ca Diếp diệt độ thì Đức Phật Thích Ca mới thị hiện ra cõi Ta Bà thành Phật. Nên trong kinh Di Giáo của Phật Ca Diếp, Đức Phật Thích Ca có thể truyền lại. Đại ý của hai cái bài này nói rằng, Đức Phật dạy người tu hành phải nên giữ cái mức trung bình, không quá thấp cũng không quá cao, không quá gấp cũng không quá hưởng. Hưởng có nghĩa là quẩn, là từ từ. Và phải gạn lọc những nhiễm ô trong cái tâm của mình. Giải thích: Hai chương này đều nói nhiếp thiện để tinh tấn. Trước là nói về mặt giác tinh tấn, chỉ có thể trừ bỏ các điều ác. Ở đây chuyên nói về hạnh tinh tấn để trở thành các thiện pháp. Người học đạo phải dùng sự điều hòa chừng mực làm chủ. Gấp quá cũng không được, mà quẩn quá cũng không được. Như nấu cơm, lửa củi phải vừa chừng. Như cây cỏ được tốt tươi, mưa gió cũng phải điều hòa. Cũng như thế, việc học đạo phải điều hòa chừng mực mới mong đến kết quả tốt. Đúng ra là chúng ta học như vậy là ép á. Quý vị đi làm về rất là mệt, mà còn phải học nữa, gọi là ép. Mà ép cho nên có người
cố gắng tinh tấn lắm mà không vô. À, bởi vì cái đầu nó đã mệt rồi cho nên không vô nữa. Nhưng mà vì thời gian nó không có cho nên cố gắng chứ để không trời sập chết kịp. Quan minh gì vậy, con ráng đi học. Kinh Ca Diếp Phật Di Giáo trong đây nói xưa nay không có truyền lại, y theo Phật Pháp thì mỗi Đức Phật ra đời đều có chia ra làm ba thời kỳ: chánh pháp, tưởng pháp và mạt pháp. Mạt trong cái thời kỳ mạt pháp, kinh điển hoàn toàn bị tiêu diệt, nhưng Đức Thích Ca Mâu Ni vì có đại trí có thể biết rõ được nên đem kinh Di Giáo này dạy cho các vị sa môn cũng như bài kệ ở trước kia vậy. Sa môn tụng kinh ban đêm là theo pháp của sa môn đầu giờ ngọ khất thực, giữa giờ ngọ thọ trai, cuối giờ ngọ nghe pháp. Cái phần này quý vị chú ý: đầu giờ ngọ khất thực, giữa giờ ngọ thọ trai, cuối giờ ngọ nghe pháp. Đầu hôm đọc tụng kinh điển, giữa đêm nghỉ ngơi, khuya tu thiền định. Như vậy đầu hôm đọc, giữa đêm nghỉ để tư duy, nghỉ ngơi để thoải mái, khuya tu thiền định. Y theo lịch trình này nên nói ban đêm tụng kinh. Vậy thì chúng ta nghe là chia thông cái giờ ngọ đó, nhưng mà giờ ngọ chính là ban ngày. Sáng thì khắc thực là đầu giờ ngọ, từ sáng tới trưa được xem như là đầu giờ ngọ khắc thực, trưa được xem như là giữa giờ ngọ thọ trai, rồi cuối giờ ngọ là nghe pháp, có nghĩa là buổi chiều là nghe pháp. Tối thì đầu hôm thì tụng kinh, giữa hôm thì ngủ, mà sáng có nghĩa là cuối hôm là ngồi thiền. Như vậy là cái ta gọi là lục thời, phải không? Trú dạ lục thời là ban ngày với ban đêm có 6 thời. Tiếng của ông buồn thảm là vì Phật Pháp khó tu, hạnh sa môn phiền phức. Hạnh sa môn phiền phức vì sao vậy? Vì nó nhiều cái cấm cản quá. Mà hồi nào giờ buông lung muốn làm gì làm, tự nhiên bữa nay cấm tùm lum, chịu nổi không? Không nổi. Hồi nào giờ la làng không, giờ gần thầy cái gì thầy cũng nhắc, thầy biểu im im, nội kết. Nào giờ là thích bay bổng, thích gì la nấy, thích gì nói nấy, cười bể nhà luôn. Bữa nay gần thầy cười phải bịt miệng trở lại, khó chịu. Đó là hạnh sa môn phiền phức, sợ e không thành tựu được, vì thế mà lo buồn. Phật sẵn có tha tâm thông là cái tâm biết chúng sinh nghĩ gì, nên nhân cái buổi tụng kinh của ông mà hỏi. Việc hỏi này cũng không hẳn là ngay trong đêm tụng kinh, có thể là ngày sau khi họp chúng thuyết pháp, khiến ông tự thuật lại ý nghĩ trong tâm mình cho nó dễ lãnh hội. Vậy là không phải cái lúc ông tụng kinh mà Đức Phật hỏi, mà sau khi thọ trai xong tới giờ thuyết pháp Đức Phật mới hỏi. Y theo Phật Pháp, việc xuất gia tu hành không khác gì những người học sinh bỏ nhà vào trong trường. Đương khi cầu học, không chắc đã nghĩ đến việc nhà hơn sự sinh hoạt tại học đường. Người xuất gia tu hành cũng như thế. Mục đích của lời hỏi cũng chỉ nhắm vào yếu điểm là chứng được thánh quả. Như vậy ở đây, Đức Phật hỏi ông là để cho ông chứng vào thánh quả mà thôi, chứ không phải là Đức Phật hỏi ông cái việc đàn, mà mượn cái việc đàn đó để hỏi ông. Vậy chứ ông đang tu tập, ông coi cái hạnh sa môn là phiền phức, như vậy ta có bắt ông không? Trong nhà Phật có bắt ai làm gì không quý vị? Không. Như vậy thì quý vị đến đây, quý vị học là tự giác quý vị đi học.
mà tự giác quý vị đi học thì quý vị biết rằng sự tu tập á, nhiều hay ít là do quý vị, chứ cũng chẳng có cần cái gì phải nôn nao, chẳng gì phải lo âu, chẳng gì phải sợ sợ. Nhưng mà căn tánh quý vị tới đâu là quý vị được cái đó mà tập. Quý vị nhận được tùy theo căn tánh của mình, chứ không có phải nói là phải học nhiều hay học ít, phải lắng nghe hay ngồi đó ngủ gục. Có nhiều khi ngủ gục giật mình dễ nghe câu cũng chứng luôn à, cho nên là tán tán mấy người ngủ gục, cứ đi làm mệt về nằm đó à, nghe thầy giảng giảng lát cái mọi người ta cười lên cái giúp mình dạy chứng. Nhưng mà đừng có hỏi chứng cái gì. Nào. Trong một đời nếu ta chưa chứng được thánh quả thì chẳng nên ngừng nghỉ. Nếu khi chứng được thánh quả thì phải nhập thế để độ sanh. Như 32 ứng thần của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát, không chỗ nào là không đến, không điều lợi lạc nào mà không làm. Công việc lợi sanh, truyền bá đạo pháp không phải nhất định, chỉ có đổ trút hết cho những người xuất gia. Vì hiện đã có phân ra làm hai chúng, xuất gia và tại gia, mà sự nghiệp cầu chứng thánh quả rất là lớn lao, nên người xuất gia lấy đó làm chung thân sự nghiệp. Vì thấy cái sự nghiệp chung thân có nghĩa là cả một đời để cầu cái sự nghiệp chứng thánh quả mà thôi. Ở đây, hàng xuất gia tỷ như khóa sinh chính thức, còn cư sĩ cũng như khóa sinh dự thính. Vậy mà anh đòi bóp kèn qua thầy. Khóa sinh chính thức nhất định phải tuân thủ quy luật của học đường, còn khóa sinh bàn tính là dự tính thì không cần hoàn toàn tuân giữ quy luật như khóa sinh chính thức. Có nghĩa là quý vị còn được quậy, tại vì quý vị không phải là khóa sinh chính thức. Như vậy thì các hàng xuất gia là con đường đi đến thánh quả là trọn đời, cho nên mỗi người có một cái cách tu. Thầy hướng dẫn quý vị, mỗi người có một cách tu, quý vị đừng có đem vị này so sánh với vị kia. Cái thánh quả nó không giống nhau, cái sự an lạc tự tại ở trong mỗi con người không giống nhau. Quý vị cũng như vậy, quý vị đạt được phần chứng niết bàn không có giống nhau, cho nên quý vị cũng đừng có lấy người này để so sánh với người kia thì nó lỗ vốn. Mà quý vị phải tự hiểu rằng, tự hỏi rằng, sống trong một gia đình, chồng cũng tu, vợ cũng tu, con cái cũng tu, mỗi người có một sự chứng đắc khác nhau, giống như ngày hôm qua thầy mượn gia đình ông bà nó mượn thầy nói vậy đó. Cho nên là không có nói là ai tu hơn ai, ai hạnh phúc hơn ai, ai khổ đau hơn ai, miễn bạc. Bản thân chúng tôi cũng vậy, ở chùa có rất nhiều người phát tâm về nương tựa chúng tôi để tu tập, nhưng mà bản thân chúng tôi cũng không có nói là ai tu sao, ai tu sao. Nhưng mà 3 tháng này là 3 tháng ăn cư kiết hạ, cho nên là chúng tôi nói rằng người ta tu sao mình tu vậy. Còn cái sở thích của ai á, thì mai mốt á, một mình á, mình muốn tu sao mình tu. Sau 3 tháng ăn cư rồi đó là không có nói tới giờ khác, mọi người phải ra. Tới giờ ăn cơm, không đi ăn cơm cũng được. Tới giờ đi công phu, không đi công phu cũng được, nằm đó ngủ cũng không ai được nói. Nghĩa là gì? Người xuất gia phải biết rằng là con đường tu tập của mình đi đến thánh quả là như thế nào, chứ không có nói người kia phải giống mình. Có nhiều người nó nằm ngủ suốt ngày, nhưng mà đó là bậc A-la-hán, mình đừng có cười chê. Giống như trong câu chuyện Ngọc Lâm với Ngọc Lam vậy đó. Ngọc Lam thì tối ngày ngủ mà cùng điên điên, nhưng mà hòa thượng Thiên Ẩn á, thì nói có một đứa đệ tử rưỡi à. Cho nên ở đây quý vị cũng đừng có tưởng là người nào mà coi bộ học siêng năng á là ngon đâu, cũng có giả bộ học gì đó chứ về không biết gì trơn. Tại vì sao phải không,
Tại vì mình dở quá, mình dởm quá cho nên mình cố gắng giữ. Còn mấy đứa giỏi á, là nó xem thường cái việc học đó. Nó vô nó ngồi nó chơi, nó dòm qua dòm lại nhưng mà nó làm bài rất là tốt. Học sinh trong trường cũng như vậy. Những đứa giỏi rồi á, nó vô lớp á, là nó câu bộ, nó không có tập trung nó học. Nhưng mà thật sự nó là đứa giỏi. Cô giáo hỏi gì nó cũng biết. Giờ nó biết rồi cho nên nó xem thường. Cho nên là vô trong lớp mà tôi hướng dẫn mà tôi thấy người nào ngủ là tôi biết người đó giỏi hơn tôi. Ngủ hoài. Nó ngủ nó đâu có cần học đâu. Thì nó giỏi rồi mà. Lúc nào mà tôi giảng cái chỗ nào mà nó không hiểu nó giật mình vậy. À lúc đó nó mới một. Mà khi nó thoải mái nó thảnh thơi thì cái đầu nó dễ vô lắm. Còn cái người nào mà ra vẻ tập trung ghê gớm cao độ đó, là không vô miếng nào. Thì cái cách hướng dẫn của tôi là vậy. Nhưng mà cách hướng dẫn của người khác thì khác. Thì đó là tùy theo mỗi người hướng dẫn khác nhau. Người chứng được sơ quả như đã tốt nghiệp tiểu học. Người chứng được nhị quả như đã tốt nghiệp trung học. Người chứng được A-la-hán như đã tốt nghiệp đại học. Cái kinh này chuyên về bậc Sa-môn mà nói, nên thường gọi là Sa-môn. Vậy là quý vị học cái kinh này, quý vị cũng là Sa-môn. Tôi nói là tự mình nhận luôn. Tự nhận luôn. Rồi. Cái câu hạnh đã sụt lùi thì tội ấp thêm lên. Nghĩa là vì do tự mình sụt lùi nên đối với Phật Pháp thì sanh ra hủy bán. Nghĩa là mình không học á, thì mình quay trở lại mình đã hủy bán Phật Pháp, làm cho những người khác thấy cái việc bán pháp của mình họ không tin tấn, do lỗi đó mà mình mắc tội. Có nhiều người không học thì cho rằng học nhiều á là nó loãng đi, cái đó là cái dạng là phỉ bán pháp. Bản thân mình lười biếng không chịu học lại suối người khác không học, cái tội đó lớn hay nhỏ? Cái tội đó là tội làm cho mạt pháp đó. Thì người ta đâu còn biết pháp nào nữa đâu. Thì ai là người làm cho mạt pháp? Thì cái người nói mạt pháp đang làm cho mạt pháp. À, tại vì phỉ bán pháp mà. Nếu thân tránh được sự lao nhọc thì ý khỏi sự buồn phiền, tất nhiên tâm được điều hòa. Hễ gấp quá thì do phản động mà sụp lùi, còn quẩn quá thì do giải đãi cũng thối chuyển. Vì vậy cần phải giữ cái mức trung bình. Chương 35 nói quặng là dụ cho ngủ ấm. Từ phàm phu đến Bồ Tát thì đều là các pháp ngủ ấm. Các pháp ngủ ấm của chúng sinh là cấu nhiễm, các pháp của chư Phật Bồ Tát là thanh tịnh. Như chất tinh tế và chất thô trọng của sắc không đồng nhau, nên lấy đó là ví dụ. Người học Phật lấy sự hiểu biết Phật Pháp làm chủ yếu. Từ hiểu biết khởi quán, từ quán khởi hành. Cái đoạn này chúng ta suy nghĩ cho sâu chút xíu. Người học Phật lấy sự hiểu biết Phật Pháp làm chủ yếu. Quý vị thấy rõ chưa? Lấy sự hiểu biết Phật Pháp làm chủ yếu. Mà hiểu biết rồi thì mới khởi quán. Chúng ta chưa biết thì làm sao chúng ta khởi quán được? Mà thầy thường ví dụ, cái đầu của mình là một cái computer, mà cái dung lượng của nó rất là lớn. Mình không biết dung lượng trong đầu của mình là bao nhiêu, mình cài đặt bao nhiêu nó cũng không đủ. Mình cài đặt bao nhiêu nó cũng không đủ. Nhưng mà khi mình ngồi thiền quán rồi đó, mình khởi quán rồi đó, thì bắt đầu nó ra thôi. Từ đó, từ quán, quán khởi mà hành, gọi là tâm giải hạnh. Tâm giải hạnh. Như vậy, từ cái chỗ học sanh ra khởi quán, từ khởi quán sanh ra thực hành, cái đó gọi là tâm giải hạnh. Cái tâm giải hạnh có thể đem cái tâm ngũ ấm cấu nhiễm của chúng sinh đào luyện, khiến cho trở thành cái tâm ngũ ấm thanh tịnh. Nếu chúng ta không có học thì chúng ta đâu có lấy cái gì để đào luyện cái thân ngũ ấm của ta.
Có nghĩa là chúng ta không hiểu biết thì chúng ta lấy gì mà chúng ta thực hành chứ? Chính cũng như nhà kỹ sư luyện khoáng chất có thể đào luyện cái chất sắt trở thành cái đồ dùng vậy. Có nghĩa là lấy sắt á mà chế biến nó thành cái chuông, lấy sắt á chế biến thành cái dao, lấy sắt chế biến thành cái cây trụ, cây cột. Như vậy sắt nó chỉ là chất thôi, còn nó thành cái gì đó là do chúng ta. Như vậy trong chúng ta có sự hiểu biết, còn thành tựu cái gì á là do chúng ta. Vậy thì giờ chúng ta đâu có ai nói mình không hiểu biết đâu. Nhưng mà tại sao người ta thành công mình thất bại? Tại sao người ta sướng mình khổ? Tại sao người ta giàu mình nghèo? Tại sao người ta khỏe mình bệnh? À, như vậy người ta sướng mà mình khổ. Vậy thì Đức Phật Thích Ca, nếu mà giàu là sướng thì Phật Thích Ca đâu có bỏ cung vàng miệng đâu. Phải không? Nếu có vợ có con là hạnh phúc thì Phật Thích Ca đâu có bỏ vợ con ra đi. Nếu như mà ở thế gian này mà có được cái giá trị hạnh phúc chân thật thì Đức Phật Thích Ca không có bỏ, mà Ngài bỏ hết, Ngài cầm cái bình bát chúng ta suy nghĩ. Cho nên chúng tôi nói là ai đã từng khổ, người ta sẽ đạt được cái giá trị an vui tuyệt vời nhất. Chúng ta không mượn cái khổ á để đạt được cái vui á thì chúng ta chưa hiểu được giá trị của cái vui. Người nào khổ nhiều chừng nào á, người đó thành công nhiều chừng đấy. Cho nên tôi không sợ vất vả, tôi không sợ chạm trán, tôi không sợ thất bại, mà tôi chỉ sợ tôi không đủ lực để tôi vượt qua nó. Quý vị nhớ câu này ha. Ta không sợ thất bại, ta không sợ những cái thử thách trong gai trước mắt, mà ta chỉ sợ ta chưa đủ sức để vượt qua nó. Có nghĩa là bản thân mình không sợ những đối thủ quắc thước, những đối thủ mạnh, lớn con, mà mình sợ rằng mình không đủ khả năng địch nổi nó. Còn nếu mình là cái người nhỏ con nhưng mà mình đủ khả năng chiến thắng nó thì không có cái thằng nào mình sợ. Như vậy mình phải tôi luyện cho mình cái khả năng để mà mình chiến thắng. Ở đây tôi giải thích chút xíu ở trên bảng về ba thời, chánh pháp, tượng pháp và mạt pháp mà tôi đã từng giải thích rồi. Bây giờ ôn lại chút xíu, qua bài này chúng ta ôn lại chút chứ để quên. Hôm nay ngày mấy quý vị? Ngày 7 tháng 7 năm 2007. Bữa nay nhập ngày mấy âm lịch hả? Bữa nay 23 tháng 2. 22 tháng 5. Dạ, mai đây anh ta. Năm Ất Mùi. Nhớ. Rồi. Hôm nay chúng ta ôn lại về gọi là chánh pháp. Hay chúng ta để chữ pháp chính giữa đi. Chúng ta để chữ pháp chính giữa. Mà chúng ta nói tới chánh pháp, chúng ta nói tới tượng pháp và mạt pháp. Nếu chúng ta hiểu chánh pháp á, có nghĩa là ý thứ nhất á, chánh á, có nghĩa là đúng. Chánh là nghĩa là đúng. Nghĩa là sao? Phật nói pháp, nghĩa là pháp này á là của Phật nói. Mà chúng ta hiểu đúng như những gì Phật nói á, nghĩa là chánh pháp. Vậy là tượng pháp là gì? Tượng pháp là gần đúng. Còn mạt pháp là gì? Mạt pháp là sai, nghĩa là nó không có nữa, hay là không đúng. Vậy thì cái này đúng, gần đúng,
và hết đúng. À, hay gần đúng và ở đây là không đúng. Viết tắt luôn, không đúng. Mặt pháp là không đúng. Như vậy thì bữa nay chúng ta học như vậy mà chúng ta nói là cái thời mạt pháp, thì quý vị đồng ý không? Dạ không. Không sao đồng ý được. Vậy thì ai mà nói cái thời này là thời mạt pháp á, vậy là liệu có ổn không? Cứ mở miệng ra là nói mạt pháp, ổn mang lại sao? Còn giờ nếu chúng ta nói chánh là cái gốc, chánh là cái gốc, tượng á là cái thân, mạt á là cái ngọn, có nghĩa là gì? Là xa. Chúng ta xa Phật quá đi, thấy không? Chúng ta sanh xa thời Phật, cho nên cái ngọn á, cái gốc á thì có một, cái thân này á thì nó ra nhiều thân, một cái gốc á nhưng mà nó ra nhiều nhánh này, gọi là nhánh này. Nhánh tượng á nghĩa là nhánh, mà mạt á là ngọn. Vậy thì mạt á là trên ngọn, là nó chung xê, nó ra rất là nhiều, nhưng mà nó không phải là một nữa, mà nó là muôn hình dạng trạng. Thế sao nói hết được? Rồi cái nghĩa thứ ba, chánh á là chánh là giống, chánh là giống. Còn nghĩa thứ ba của tượng á là tương tự, tương tự y như là giống, có nghĩa là Phật thiệt á, là Đức Phật còn tại thế. Còn tượng á là cái tượng Phật, là nó gần giống chứ không có giống. Biết tượng pháp là bây giờ cái tượng Phật có giống Phật không? Gần giống nhưng mà mình có biết giống hay không? Như vậy mạt pháp là cái nghĩa thứ ba là gì? Không giống. Không giống. Na ná nó là tượng. Na ná nó là tượng. À, không giống. Có nghĩa là giống, gần giống và không có giống. Như vậy thì có ai thấy Phật không? Cái thời tượng pháp là người ta không còn thấy Phật nữa. Hôm đó ta học tổ rồi đó, thì tổ nói là Ma Dương á, cho sư phụ mượn cái đôi dép với con. Như vậy thì chúng ta biết là khi Đức Phật còn tại thế, khi Đức Phật còn tại thế thì người ta thấy Phật, còn bây giờ người ta không thấy Phật. Cho nên là tổ U Bà Cúc Đa là tổ thứ tư, thì tổ mới nói tổ chiến thắng được Ma Dương thì Ma Dương quy y với tổ. Như vậy thì tổ mới nói là ta sanh sau đời Phật, ông á sanh cùng thời với Đức Phật á, hay là ông đã thấy Phật á, bây giờ ông hiện ra cho ta thấy. Như vậy thì tổ U Bà Cúc Đa vẫn không thấy được Phật, mới có là vị tổ thứ tư thôi đó mà cũng không thấy Phật. Vậy thì cái tổ thứ nhất là tổ Ca Diếp mới thấy Phật, tổ Ca Diếp, tổ A Nan mới thấy Phật, còn tổ Thương Na và Tu không thấy. Như vậy tổ Ca Diếp, tổ A Nan thì thấy Phật, nhưng mà tới tổ thứ ba, tổ thứ tư là ngài U Bà Cúc Đa là không thấy. Như vậy thì Phật hiện ra và tăng đoàn từ trong rừng đi ra, thì tổ U Bà Cúc Đa lại liền thấy Phật lại liền. Như vậy thì đã tới cái thời đó là biết là gần giống chứ còn không có giống. Vậy thì ma nó hiện ra Phật là giống không? Cả ra là ma nó hiện ra Phật cũng là gần giống. Như vậy thì bây giờ câu hỏi được đặt ra, chúng ta ngồi để chúng ta mơ để thấy Phật, vậy là chúng ta là mạt hay là tượng hay là chánh? Hay là mơ? Giống. Mơ.
tất cả những tưởng mà bây giờ chúng ta gọi là cái thời chúng ta nó xa đời Phật, nó cái mọn rồi, cho nên chúng ta không còn thấy giống. Chúng ta thêm một nghĩa nữa để cho quý vị hiểu gốc là gì. Theo chánh pháp, gốc á là cái thời gian đầu. Thời gian đầu. Chánh á là cái thời gian đầu. Như vậy, tượng á là cái thời gian khoảng giữa. À, có nghĩa là cái thời gian khoảng giữa. Như vậy thì làm sao ta biết cái thời gian nào là khoảng giữa? Mạt pháp á là cái thời cuối. Vậy thì nếu như mà nói bây giờ này á thì làm sao mà mạt được chứ? Bây giờ này pháp của Phật còn rất là nhiều mà có mất đâu mà cuối. Cho nên á, ngày xưa nói rằng nếu cái thời chánh pháp á, nếu nó 1000 năm á thì cho cái người nữ mà xuất gia nó giảm còn có 500 năm thôi. Là do cho người nữ đi vô đây quậy quá. Cái này là trong luật nó nói à. Trong luật nói rõ ràng là nha, chứ thầy không có nói thêm mà dạy quý vị không có nói thêm. Thầy ăn nghe được cái nghĩa này mất 500 thì cắt 8. Có nghĩa là do người nữ xuất gia, tánh tình của người nữ thay đổi quá, cho nên là Đức Phật phải chế giới cho người nữ nhiều hơn người nam. Người nam có 250 giới mà người nữ tới là 348, là 350 rồi, hơn 100 giới. Nhưng mà đó là thì nghĩ là cũng lượt bớt rồi, chứ không còn nữa. Ở đây ý muốn nói là sao? Ý muốn nói là chánh pháp, chánh pháp tồn tại 100 năm, nghĩa là cái người tu trong cái giai đoạn này, người ta tu là người ta trăm người, là người ta chứng gần đủ trăm người. Nhưng mà nói vậy thôi, chứ còn cái thời Đức Phật á, đến lúc mà Phật nhập Niết Bàn, ngài A Nan á mới cái chứng cái sơ quả Tu Đà Hoàn, vẫn bị ma đang già nó bắt. Vậy mà nói là cái gốc là giống Phật, ai tu cũng giống như Phật á, ai gặp Phật cũng chứng á, thì cái bài giữ kho của ông Cấp Cô Độc á đâu có quay mặt chỗ khác. Phật hiện vô thường bảo quay chỗ khác, Phật hiện vô cũng quay chỗ khác. Cũng như giờ thầy mà thì đứng chỗ nào quý vị ghét rồi thì đứng chỗ nào quý vị đâu được. Lẽ sự vậy. Như vậy thì mình suy nghĩ cái thời chánh pháp là có ai cũng chứng hết thì có đồng ý không? Không, sao được. Nó nói gì đó tôi chưa tin đâu. Tôi học Phật á là tôi hiểu cho rõ rồi tôi. Thì bây giờ nói người nữ xuất gia mà chánh pháp giảm 500 năm á thì tôi cũng nghe nói vậy thôi, chứ tôi đâu dám nói mấy cô tôi bổ chữa chết. Bây giờ mình nói cái thời giữa là thời tượng pháp. Vậy là cái thời tượng pháp là cái thời mà giáo pháp á nó còn. Nhưng mà cái thời đầu này nè, nếu mình nói một cái nữa đó, nếu mình nói một cái thứ năm nữa đó, là chánh pháp á là cái người là không có chữ viết. Chánh pháp là không viết, không có chữ. Tôi nói là quý vị hiểu rồi, không cần viết ra. Là bởi vì sao? Tôi nói sao quý vị hiểu vậy rồi còn viết gì nữa. Nhưng mà tượng pháp á là bắt đầu có viết. Tượng pháp là bắt đầu có chữ. Như vậy á thì chúng ta biết là khi mà chữ viết này có mặt á là cách Phật 500 năm. Cách Phật 500 năm là chữ viết bắt đầu có, là kinh điển bắt đầu được lưu truyền, là bắt đầu người ta lại đọc tụng kinh điển. Và cái điều thứ năm mà mình nói nữa là mạt pháp á, nghĩa là chữ viết không còn. Nghĩa là gì? Cho nên người ta nói là sau này chỉ còn có câu Nam Mô Di Đà Phật nữa thôi. Đó là giang hồ đồn vậy. Rồi sau này không còn chữ viết nữa, có nghĩa là ở đây là không viết, chỉ là nói thôi. Nhưng mà vậy là không viết có nghĩa là nói. Nó nghĩa là văn này là văn nói, văn truyền miệng á. Ở đây là văn viết. Rồi cuối cùng là không còn, không còn chữ nào hết. Vậy thì bây giờ mình suy nghĩ
Nếu mà theo thời gian á, thời gian là thời gian giữa, thì theo tôi nghĩ là cái thời gian giữa này á, là lúc này còn chữ viết. Còn chữ viết, còn kinh điển lưu truyền, còn người đọc tụng dạy truyền bá lẫn nhau. Còn cái giai đoạn này á, là giai đoạn cuối á, là cũng không còn ai giảng pháp nữa, cũng không còn ai đọc tụng kinh điển nữa. Y nhờ bữa nay là tôi đâu có đưa cuốn kinh nào tôi tụng vậy mà quý vị tụng vậy, làm sao nó mạc được chứ. Quá nhiều người thuộc mà, phải không? Cái đạo tràng như đây mà còn thuộc thuộc kinh như đó, mà ở bên đây là nếu mà nói đi nước ngoài mà cái thế hệ sau của quý vị mà muốn thuộc kinh còn nữa không? Không à. À, cái thế hệ sau của quý vị là con chừng mạc, cho nên quý vị lo dạy cho con mình đi chứ không nó mạc. À, nếu mà nó tụng tiếng Anh vẫn không mạc, miễn có chữ viết còn lưu truyền là đâu có mạc. Vậy là quý vị làm sao mà truyền cho nó bằng tiếng Anh, truyền cho nó bằng tiếng Anh để cho nó tụng, không có mạc được. Như vậy thì ở đây là tôi tạm mượn năm cái này để tôi nói, để quý vị nhận định cho nó rõ. Nhưng mà trong kinh thì thường nói tượng đến thời gian. Chánh pháp là 1000 năm đến năm 500 năm. Tượng pháp á, nó thêm 1000 năm nữa. Rồi sau đó là mạt pháp. Thì cái này á, theo tôi là không nên tin. Ta cách Phật hơn 2500 năm mà tính theo thời gian kiểu này á, là không ổn rồi. Phật pháp bây giờ á, nó mới lan rộng khắp thế giới. Bây giờ mới là đỉnh cao. Bây giờ trên thế giới mới biết cái Phật pháp mới nhiều. Thì tại sao gọi là mạt chứ? Bây giờ là nói tượng thì được, là bởi sao mỗi lần tôi vận động tượng hơi bị nhiều. Vận động tượng Phật, vận động in kinh, người ta phát tâm dữ lắm. Như vậy là cái giai đoạn này là giai đoạn tượng là gần giống. Cái này là chữ tượng nè, là gần giống. Cho nên là ai mà in kinh mà tạc tượng rồi giờ này Phật tử làm nhiều. Vì sao nói đời này là mạt được? Cho nên nhiều người nói mạt, tôi thấy tôi tức cái vụ này. Mà tôi tức tối tôi ngủ không được cho nên tôi bệnh. Rồi quý vị hiểu rồi không? Tôi cũng có tức chứ. Có nhiều người là không hiểu chánh pháp rồi nói tầm bậy tầm bạ nghe cũng bực. Ở mở ra cái nói mạt pháp. Rồi có nhiều người thì nói cái thời này nữa chứ. Nó còn nói cái trào này nữa chứ. À, rồi vậy là quý vị hiểu rồi không? Hiểu ha. Vậy là hiểu, làm ơn là hiểu, còn có thể phát huy ra nhiều nữa giùm tôi. Để như vậy, để bây giờ chúng ta học kinh, chúng tôi hướng dẫn quý vị có thể hiểu được. Hay là nói chung là bây giờ cái thế hệ của Hòa Thượng cách tôi gần cả trăm năm, nhưng mà Hòa Thượng nói tôi vẫn hiểu. Tôi hiểu rồi tôi truyền thừa lại cho quý vị, quý vị là truyền thừa lại cho các thế hệ sau. Sao nói là mạng được chứ? Người kia nói người này còn hiểu mà. Cái ý của người kia người này người nọ còn hiểu mà, làm sao? Giả sử như quý vị không có hiểu hết những lời tôi nói, nhưng quý vị hiểu ý tôi nói đúng không? Dạ. Vậy sao nói mạt là cũng đúng. Cho nên là tôi thường suy nghĩ về ba cái vụ mạt đó. Giờ học nữa hay nghỉ? Học nữa miếng nữa ha. Thấy còn ít là sao? Vì đây chúng ta còn mấy bài này nữa là chúng ta làm cho nó xong cái quyển này. Chứ để không uổng dữ lắm à. Rồi mời anh. Nãy trong kinh thì nói là từ phàm phu đến Bồ Tát thì có xài các bộ ấm. Từ phàm phu đến Bồ Tát á, thì không phải là nói là xài cái pháp ngũ ấm, mà là từ phàm phu á, là cái thân này á, thân năm ấm rồi nè, sắc thọ tưởng hành thức. Cái thân năm ấm này chúng ta bị giam nhốt trong đó. Mà nếu chúng ta không học á, là chúng ta không có độ phân giải để chúng ta mở cửa chúng ta ra. Khi chúng ta học rồi á, thì chúng ta mới lấy cái sở học đó, chúng ta xử lý nó. Y như cái đoạn này nói nè, từ cái sự hiểu biết đó mình khởi quán. Giả sử như anh ăn, trong sự hiểu biết của mình học về cái ăn rồi, thì bắt đầu mình khởi quán vô cái ăn, thì cái ăn nó không làm khổ. Không phải mình thèm ăn mà ở đây phải chạy hàng trăm cây số để cho có cái chỗ mình thích ăn. Ha. Rồi bắt đầu đi chơi, mình hiểu rồi mình khởi quán ra, mình nghĩ à đi chơi cũng là nhìn thôi.
nhìn thấy cái cảnh thôi, mà cảnh nào cũng giống cảnh nào thì đâu có phải tốn tiền mà đi mua cái vé đi chơi. Cho nên cái người mà thật sự ra mà giác ngộ rồi á, nó đi chơi không muốn, biển đâu cũng giống nhau đi chơi làm gì nữa, nó không muốn đi chơi. Không, mà cái đó là sự thật. Cái đó là sự thật. Nếu mình khởi quán ra rồi, mình thấy là người ta quay phim nó còn đẹp hơn những gì mình thấy, mình đi tới nơi mình coi không bằng người ta quay phim là chiếu. Mà bây giờ những người mà ta đi trên thế giới á, cái ống dòm của họ nó dài vậy nè, cái máy của họ dài vậy nè, họ có thể là kéo dài ra họ chụp, cho nên cái cảnh nó rất là đẹp. Còn mình tới đó mình thấy không đẹp gì. Vậy là độ phân giải của họ tốt hơn mình. Họ cho mình cái cảnh thật đẹp không chịu dòm, giác mắt tới nơi thôi xong bắt. Thầy, nhưng mà nhìn thật nó vẫn làm cho mình có cái thằng cảm giác mà mình tiếp nhận nhiều hơn, chẳng hạn như đi học pháp vậy, đi học thực tế vậy, con này khác. Đúng rồi, cái này nó khác với cái kia. Cái đi du lịch nó khác với cái nghe nhạc, hai cái khác nhau. Cái kia bằng mắt, cái này vừa tai vừa mắt, cái này vừa tai vừa mắt vừa ý nữa. Còn cái kia chỉ có mắt không mà sao so sánh được với bà, lấy một so sánh với bà sao ra được rồi. Cái này là quý vị đến, tôi truyền cho quý vị cả cái lực nữa. Tôi truyền cho quý vị cả cái lực nữa. Chỉ còn trong cái băng đĩa, tôi không có truyền cái lực cho quý vị nữa. Tại vì quý vị đâu có ngồi tập trung với tôi đâu, mà đâu có truyền cảm với tôi. Quý vị mở lên đó rồi đi rửa chén. Thường xuyên rồi. Sao mà truyền cái lực với tôi đâu? Cho nên là con so sánh hai cái này nó quớ à, không có ăn đâu. Có coi gì chứ, đứng ngồi coi hết được đi. Khó lắm mà. Bây giờ ở đây mà muốn ngủ còn khó, chứ còn ở trong đó là ngủ thoải mái. Mở băng lên để ngủ. Dễ ngủ nữa. Từ trước là nói cái đó mà điều được thì nó không có. Mà ở đây mình vừa mắt nè, vừa tai nè, vừa cơ thể mình đang đủ một chỗ nè. Mà thầy đã khởi động cho quý vị bằng nhiều cách rồi, cho nên quý vị không là nó vô. Đó. Thì cho nên là cái đó mình không có cái gì đó. Cho nên khi mình khởi quán mình có được cái sự học rồi đó. Tại sao mà quý thầy lại cái khổ nó đến nó đi lẹ hơn, quý vị cái khổ nó đến nó đi lâu hơn, là quý vị không có cái khả năng để quý vị quán, quý vị không có đủ khả năng để quán. Còn khi quý thầy đã học rồi, đã bỏ nhà ra đi nữa, cho nên khi nó đến là mình đủ cái độ phân giải để mình quán. Cũng như anh, con cái của anh là bắt đầu anh khổ là khó hết. Còn đối với thầy, đệ tử nó đến hay nó đi, cái khổ của thầy nó đi qua nhẹ nhàng, không có gì. Tại sao? Tại anh là khúc ruột của anh sanh ra, anh lo cho nó. Còn thầy thì đệ tử cũng là con, nhưng mà cái đó là đủ khả năng quán đó. Chứ có nhiều người có đệ tử còn thương hơn con, người ta còn trao cho nó cái niềm tin và cái sự nghiệp còn hơn đứa con quý vị trao nữa kìa. Người ta khổ còn nhiều hơn nữa nếu không đủ khả năng quán, có phải dễ đâu. Thầy, nhưng mà thầy thì nói là người ta hiểu biết rồi khởi quán rồi hành, thì đó là cái tâm giải hành. Vậy thì cái pháp ngũ ấm và tâm giải hành thì thầy... Ngũ ấm là nó nằm trong đó đó, sắc ấm nó dính với thọ ấm. Yeah. Nếu mình không có tâm giải hành thì mình không có đạt được, mình không tu tập lên được, mình không tu tập mình giải nó được. Thì mỗi cái hành vi của thân, hành vi miệng, hành vi ý, hành vi thì hành vi của thân miệng ý gì đó, anh đem cái tâm đó anh giải nó thì nó ra khỏi cái ngũ ấm. Tâm giải hành là để mà để mà anh đi vào thực tế. Rồi có những cái thân ngũ ấm. À, mình có cái thân này nó gọi là ngũ ấm, mình gọi là ngũ ấm thân. Chứ còn nó là một phần sắc mà bốn phần tâm, nhưng mà nó được gọi là ngũ ấm thân. À, rồi vậy là hiểu rồi phải không? Cảm ơn nha. Không, cái đó khó hiểu lắm đó. Chứ mình tưởng là học một lẻ vậy đó, chứ còn hành là hành một lẻ. Cũng như từ nhỏ tới lớn học quá trời, lớn lên không có dụng gì mình đã học.
nhưng mà đã dùng hết cái mình đã học rồi đó. Rồi lợi lạc tinh tấn, trang 133, chương thứ 36, Phật dạy: người ra khỏi ác đạo được làm thân người là khó. Đã được làm thân người mà bỏ cái thân nữ được làm cái thân nam là khó. Đã được làm thân nam sáu căn đầy đủ là khó. Sáu căn đầy đủ mà sanh vào cái Trung Quốc là khó, có nghĩa là sanh vào cái Sydney là khó. Ở thành phố gọi là Trung Quốc, nghĩa là một cái đất nước Ấn Độ, đất nước Úc này nè, mà Sydney là thành phố phồn thịnh, Melbourne là thành phố phồn thịnh, cái đó gọi là Trung Quốc. Trung Quốc là ở giữa đất nước chứ không phải sinh qua Trung Quốc. Mà hầu đó tôi hiểu vậy mới chết đấy. Không hiểu mai mốt sinh qua Trung Quốc. Đã sanh vào Trung Quốc, gặp Phật ra đời là khó. Đã gặp được Phật ra đời mà gặp được đạo là khó. Có nghĩa là chứng đạo á, thấy Phật rồi nhưng mà để theo Phật mà hiểu được cái đạo mà Phật truyền lại là khó. Đã gặp được đạo mà phát khởi tín tâm là khó. Có nghĩa là giữ được nó đó. Đã phát khởi tín tâm mà phát tâm Bồ Đề là khó. Có nghĩa là cái tâm tốt. Đã phát tâm Bồ Đề mà đến chỗ vô tu vô chứng là khó. Học cái này xong rồi không hiểu luôn. Giảng nghĩa Trung Quốc. Theo trong bài này, nghĩa của hai chữ Trung Quốc là giữa nước, tức là trung tâm của một quốc gia. Nói một cách khác là nơi kinh đô, thị tứ, chỗ mà nhiều bậc tri thức, văn vật tu tập, tụ họp. Có nghĩa là văn, nghĩa là những thứ văn minh, văn hóa. Vật là tất cả những cái đầy đủ vật chất, nó hội tụ là đó. Người ta gọi là ở dưới quê ấy, bán 20 đồng một ký nho, nhưng mà vô thành phố rồi còn có 14 đồng. Hỏi tại sao cái chỗ sản xuất mà bán mắc hơn? Thì đúng rồi, cái chỗ sản xuất ăn ba cái đồ dởm hơn mà còn mắc hơn, mà ra thành phố ăn những cái ngon hơn mà rẻ hơn. Tại vì cái chỗ đó là chỗ cạnh tranh, tất cả những người khác nó đổ gì đó, cái chỗ đó nó cạnh tranh nó rẻ hơn, cho nên sanh phùng Trung Quốc là ăn đồ ngon mà rẻ. Còn mình về tới cái quê ăn mắc gần chết mà dở ông. Rồi tính tâm là gì? Lòng tin chắc chắn. Tin có sáu: tính tự, tính tha, tính nhân, tính quả, tính sự, tính lý. Rồi con bước lên ghi cái đó, ghi vô. Thầy kêu ghi cho đỡ buồn ngủ. Thầy rồi, tin có sáu, tính tự, tính có sáu, tính tự, tính tha. Tính tự là mình tin ở nơi mình, tính tự là mình tin ở nơi mình. Tính tha, con chỉ để tính tự thôi, được hả? Tính tự, tính tha. Rồi tính nhân tính quả tính sự, tính lý là sáu cái: tin mình, tin người, tin nhân, tin quả, tin sự, tin lý. Rồi lát con mắt chưa chắc luôn. Rồi thì tính cũng là tin. Đại ý bài này, Đức Phật nói người có chín cái việc khó, cần phải siêng năng tinh tấn mới được lợi lạc. Chúng sinh trong ba cõi có rất nhiều chủng loại, đem cái số nhân loại mà so với số chúng sinh vẫn là số ít. Nếu kể luôn ba ác thú thì nhân loại còn ít hơn nữa. Vì thế, xa lìa ác đạo được làm thân người là một điều khó. Nghĩa là gì? Con người được xem như là con số tích lũy rồi đó. Tích lũy được vô trong các cái điều khó.
Ở đây nói là đem cái số nhân loại mà so với Chúa chúng sinh vẫn là con số ít. Cái số nhân loại với số chúng sinh là sao? Nhân loại với số chúng sinh. Nhân là người, loại là muôn loài. Mà so với chúng sinh, chúng sinh có nghĩa là nếu mà chúng ta nói nhân loại là loài người á, thì so với chúng sinh á, có nghĩa là bốn loài nõn xanh, thai xanh, thấp xanh, quá xanh á, như vậy thì cái chúng sinh á nó nhiều mà nhân loại ít. Mà so với còn so với tam đồ ác đạo địa ngục ngạ quỷ súc sinh nữa đó thì nhân loại là còn ít hơn nữa. Như vậy mà xa lìa ác đạo được làm thân người là không. À, có nghĩa là căn người là lên tới thứ năm rồi đó. Ở dưới là địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, Atula mới tới người. Nghĩa là được thân người là khó. Đồng sanh là người còn phải y theo sự quan hệ của nghiệp báo mà phân ra có nam có nữ. Cho nên được thân nam á rất là khó. Người nam thì có thể làm mỗi việc, còn người nữ thì không thể. Có nghĩa là người nữ nó hạn chế một số việc. Nên bỏ thân nữ để được thân nam là một điều khó. À, cái này là tiến hóa. Khi đã được thân nam rồi mà mắt tai mũi lưỡi thân và ý đều được hoàn toàn lấy, ấy là phước báo thù thắng. Nghĩa là được thân nam mà sáu căn nó được vẹn toàn là một cái điều quá khó. Trong đây nói Trung Quốc là biểu thị cho những nơi có giáo pháp và có bậc thánh hiền, nhưng không có căn cứ, không cứ là phải có đủ tất cả pháp thế và xuất thế gian. Có nghĩa là cũng không phải là nói là ở nơi đó nó phải có đủ cái pháp thế gian và pháp xuất thế gian. Còn gặp được cái đời Phật cũng không có cứ là khi Đức Phật Thích Ca còn trụ tại thế. Nghĩa là gì? Gặp Phật có nghĩa là không cần phải là Đức Phật còn tại thế mà gặp được Phật Pháp thôi. Đó là ý nói gặp Phật. Thàm, Phật Pháp được lưu thông thì có chia làm ba thời: chánh Pháp, tượng Pháp và mạt Pháp. Sanh một trong ba cái thời kỳ đó được gọi là sanh ra đời gặp Phật. Vậy là cái thời mạt Pháp mà cũng còn gọi là gặp Phật. Đạo ở đây ý muốn nói gặp Phật mà chưa có gặp đạo. Đạo ở đây nói là chỉ cho sự chứng đạo của chư Phật và chư Bồ Tát. Phát khởi cái tính tâm là khó. Vì người chưa sanh khởi tính tâm nên đem Phật Pháp nói cho họ nghe chẳng khác nào nước đổ trên đá. Còn người sanh tính tâm rồi cũng như nước nó gặp cái đất khô, nó hút giật. Cho nên là quý vị ở đây mà người nào mà nói xong rồi quên hết là biết rồi đó. Nên nói phát khởi tính tâm là khó. Những người phát khởi tính tâm là lấy tam quy ngũ giới làm chủ yếu. Ấy cũng tức là biểu thị cho sự xác định cái tính tâm. Những người phát tâm bồ đề tức là cái tâm độ vô lượng chúng sinh. Tâm bồ đề có nghĩa là tâm từ bi, tâm muốn độ sanh, gọi là tâm bồ đề. Nhưng mà mình tu á, mình chỉ có tu cho mình thôi, như vậy có gọi là tâm bồ đề không? Không. À, mình tu á mà mình chỉ có lợi cho mình thôi đó, lúc đó mình có tâm bồ đề chưa? Suy nghĩ nha, ở đây đọc lại nè. Ấy cũng tức là biểu thị cho sự xác định được tính tâm, nghĩa là lấy tam quy ngũ giới mà tu tập á, gọi là tính tâm. Những người phát tâm bồ đề tức là phát tâm độ vô lượng chúng sinh, đoạn vô lượng phiền não, học vô lượng pháp môn, chứng vô thượng bồ đề mới gọi là bồ đề tâm. À, có nghĩa là cái tâm mà chúng sinh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện độ, có nghĩa là cái bài đó là bài phát bồ đề tâm. Mà nếu cái tâm ta chưa phát được như vậy thì gọi là tâm bồ đề chưa? À, hiểu ha?
ấy đã vào được Bồ Tát địa, và đến khi chứng Phật quả hiện tiền thì lại không còn gì phải tu. Nghĩa là khi chúng ta phát cái tâm Bồ Đề rồi, nghĩa là lúc đó là chúng ta thực hành Bồ Tát hạnh rồi đó. Chúng sinh vô biên thệ nguyện độ, nghĩa là phát tâm Bồ Đề phải là Bồ Tát hạnh. Còn chúng ta chỉ tu tam quy ngũ giới, có nghĩa là xác định cái tính tâm thôi, chứ chưa có tâm Bồ Đề. Nghĩa là mình tu mà mình cảm nhận được mình tu cho mình á, cái đó chưa gọi là tâm Bồ Đề. Mình mới phát khởi cái tính tâm thôi. Ở đây chúng ta nhận định ra điều đó là chúng ta rõ thêm vấn đề mình tu tập. Có người người ta chỉ tu cho họ thôi, như vậy là họ tính tâm thôi, chứ họ chưa phát khởi tâm Bồ Đề. Mà chưa phát khởi tâm Bồ Đề thì có thể thành Phật được không? Không. Sao thành được? Vậy thì giờ mình tu mà ở nhà mình gõ mõ, mình cứ niệm Phật riết mới mình thành Phật được không? Không. Vậy mình sao mình nói được? Ổng học sao hiểu? Ổng biết không nè? Mình không học mình không hiểu được. Mình không khởi tâm Bồ Đề thì làm sao chứng quả Bồ Đề? Rồi, ở đây là khi ấy đã vào được Bồ Tát địa, có nghĩa là bước vào cái mảnh đất của Bồ Tát là phải là phát Bồ Đề tâm, và đến khi chứng Phật quả hiện tiền thì lại không còn gì phải tu, cũng không còn gì để chứng, tức là viên mãn niết bàn. Nên nói rằng vô tu vô chứng là khó, không còn gì để tu, không còn gì để chứng, là vô tu vô chứng là khó. Rồi, giờ cái đó có cái nào khó hiểu cần phải giải thích không? Có cái nào khó hiểu cần phải giải thích không? Không có. Hiểu hết là im ru. Hay là không hiểu gì là im ru. Đi qua đây bao lâu rồi mà còn nhớ cái chữ mà viết gì là giỏi lắm. Tin á, nó có 6. Một á, là tin nơi mình. Hai á, là tin nơi người khác. Mà tin nơi mình á, là đã khó chưa quý vị? Khó rồi. Bản thân mình chưa tin mình, có nghĩa là thiếu tự tin. Thiếu tự tin nghĩa là gì? Bản thân mình có thể vượt qua chỗ đó, nhưng mình thiếu tự tin, cho nên mình đợi người khác thúc mình mới làm. Tin người nghĩa là bản thân của mình không còn nghi ngờ gì người ta hết. Cái này khó hay dễ? Khó. Khó vô cùng. Khó. Tin vào cái nhân, có nghĩa là ai làm nhân gì thì sẽ có quả nấy. Nhân gì thì suy ra thì người đó sẽ đạt được cái nhân đó, thì mắc mớ gì mình. Ngay cái chỗ này mà tôi tin sâu vào một cái thôi, cái thứ ba này tin sâu vào một cái nhân thôi, cái này là Bồ Tát. Cái nhân gì thì sẽ cho biết là Bồ Tát hay là chúng sinh. Cho nên ta gọi là Bồ Tát sợ nhân, chúng sinh sợ quả. Mà ta tin vào cái nhân thì có nghĩa là ta đâu có làm biến đâu. Cái người đệ tử Phật không hề có làm biến. Còn một cái tâm giải đãi lười biếng thì cái người đó không gọi là người giác ngộ. Vì tất cả mọi việc mình làm đâu có làm cho ai. Người vợ mà có phụng sự cho chồng suốt ngày suốt đêm làm hết tất cả mọi thứ cho chồng, thì chồng ngu là đời sau nó không gặp nữa. Là bởi vì mình trả hết rồi. Mình trả hết rồi cho nên đời sau mình không có còn gì thiếu nợ nữa. Mà khi mình không còn thiếu nợ là nói thương là không có thương đâu. Cái này nó rõ rồi. Khi mà chưa trả hết nợ rồi thì dầu rằng có ly dị mà vẫn còn thương. Thầy không có là thầy hay dễ sợ từ lúc quá hay rồi thầy. Tiêu gì làm bởi gì đâu phải chỉ không chích xì ke mới biết xì ke là khổ. Đúng không? Thì đâu phải chỉ có chích xì ke mới biết khổ. Chị nợ rồi là cỡ nào cũng thương. Không phải, cái này là mình đã hiểu là mình thiếu nợ. Thì từ khi mình thiếu nợ mình mới khổ, mình không thiếu nợ đâu có khổ. Tại vì thầy có bị nhiều người quậy quá mà. Gọi tới nói thầy ơi sao ly dị rồi mà không còn quậy con hoài. Tao nói hoài vậy là con còn thiếu nợ không? Con còn thiếu nợ không cho nên ly dị rồi mà không vẫn cứ quậy con thì cứ trả đi con chưa hết thì trả. Nói tình xa đó rồi. Cái đó là nói là có nhiều người ly dị rồi quay trở lại ở rồi lại bỏ quay trở lại. Hỏi tại sao?
Dạ, con trả chưa hết nợ mà con vốn con quỵt trước. Rồi, như vậy là bây giờ nếu mình tin nơi quả, vậy thì mình khổ hay mình vui, bản thân mình có cái gì mà gọi là mình ngồi đó mình lo âu không? Mình tin nơi cái quả thì cái quả này là do cái khả năng của mình, cho nên mình khổ hay là vui là khả năng của mình tới đó thôi chứ. Mình muốn đổi hơn đâu có được. Cho nên bản thân này thì tự quay trở về và trách với mình, đệ tử mình dạy chưa được là do bản thân mình đâu có đủ đức. Mình không đủ phước, không đủ đức, cho nên là nó gần mình nó hại mình. Nó gần mình nó hại mình chứ nó không có hỗ trợ cho mình. Còn nếu rõ ràng mình có phước có đức là nó ở xa nó vẫn hỗ trợ cho mình. Còn ở gần là chết bỏ nó không bao giờ bỏ mình. Vậy là do cái phước đức của mình tin rõ cái quả là mình không có gì. Cho nên mình dạy con cũng vậy. Mình dạy nó không được, bây giờ mà than gì á, mình tin rõ cái quả mình dạy nó không được chứ không phải là. Từ cái chỗ mà cái niềm tin này nó giúp cho mình tu tập tốt lắm. Tôi chỉ đi sâu vào cái niềm tin, nhưng mà tôi không bao giờ tin cái kiểu tầm bậy tầm bạ. Nếu mà nói và tin tha mà gọi là tin người á, có nghĩa là gửi niềm tin mình cho người khác, là ai tôi cũng tin. Ai cũng tin. Vì sao vậy? Có gì mình nghi ngờ chứ chứ mà chứ. Cái tâm mà mình nghi ngờ người khác mình khổ không? Khổ. Khổ, nhưng nào không tin người khác ngu. Tất cả mọi người mình đều tin hết, thì mọi người là Phật là Bồ Tát hết. Như vậy thì mình tin tha có phải là giống như tin nhân không? Đúng rồi. Người ta lại gần mình, người ta hại mình. Nếu thật sự ra mình mà không có cái nghiệp, người ta hại được không? Mình không có nghiệp Bồ Tát uống. Còn nếu mình có nghiệp mà uống vô cho tới nơi rồi, thuốc độc nó hoành hành rồi, vẫn có Phật tới cứu. Sao vậy? Còn mình ngồi đó mình cứ nghi ngờ người ta chi cho ngu chứ. Mình ngồi mình cứ nghi ngờ người ta như vậy là mình tốt hay mình xấu? Xấu. Mình nghi ngờ là mình xấu. Xấu trước. Mình nghi người ta xấu là mình là người xấu. Xấu trước. Nghe tốt. Có gì mình nghi chi ngu chứ. Nghi bằng ngu. Ngu mới nghi. Cái này là tôi nói thật đó. Mà nghi có nghĩa là ghen gì? Mà ghen là ốm. Ốm là đau. Ốm là đau. Ốm thiếu. Ốm là đau. Ốm là ốm. Ghen mù ăn. Mà tại sao ốm? Tại vì nó khổ quá rồi. Cái lửa nó đốt cháy. Cái lửa đó khỏi uống thuốc gì nó ốm thì gần. Tại vì nó ngu quá. Không ai đánh dẫn đau. Mà thật sự mà nói là cái nghiệp của chúng sinh á, là đã một khi đã là vợ với chồng với nhau rồi mà còn nghi, tôi không hiểu chi ngu dữ gì. Mà thế gian một là không chấp nhận, còn đã một khi chấp nhận chẳng còn cái gì phải nghi ngờ. Vậy mới cái xây dựng hạnh phúc được chứ. Thế gian làm sao không hạnh phúc là bởi vì thiếu cái tin nhân, thiếu cái tin quả. Còn tin sự, tin lý thì nó cũng không ngoài cái nhân quả. Tin tự, tin tha, tin sự, tin lý cũng không ngoài tin nhân, tin quả. Mà tôi không có cần phải tin gì nhiều, trong sáu cái này tin nhân thôi được rồi. Cho nên mình làm hết mọi thứ. Mình tin từ cái nhân của mình làm sẽ có kết quả tốt. Không cần tin nhiều thứ chi học chi cho mà tin một thứ nhân. Bởi vậy cho nên nó là một là tất cả. Một là tất cả. Mình tin nhân thôi. Vậy là sự này, vậy là trùng trùng duyên khởi. Trùng trùng duyên khởi có nghĩa là sự sự nó sanh ra. Trùng trùng duyên là sự sự sanh. Mà sự sự sanh thì cứ bình thường thôi để cho nó sanh. Tại mình tin rõ tất cả mọi sự nó đều không có cái gì là vô duyên hết trơn. Cái gì nó cũng có duyên đó. Mà cái duyên nó chính là nhân chứ gì nữa. Rồi giờ cái lý của nó, mọi sự đều có lý. Như vậy thì mọi cái lý mình đều tin. Tại sao vậy? Đó là luật. Mà luật đó là luật nhân quả chứ gì. Mọi thứ nó đều là luật. Sự vì sanh ra thì đều có lý của nó. Giờ người ăn trộm người ta có lý của họ không? Có.
cái thằng đua xe nó có lý của nó không? Có. Có, tôi tin rõ nó đua là nó phải có cái lý của nó, cho nên nó xích môi là đúng. Tin vậy chứ sao tôi không tin được. Từ cái chỗ đó cho nên là mình hiểu một cách cho nó rõ ràng, là bởi vì ai làm cái gì mình cũng tin. Lúc đó mình còn sợ nữa. Cái niềm tin của mình mà nó lớn vậy là mình còn sợ. Giờ mình nói là chúng sinh. Giờ mình nói trong cái bài đó nó có chữ có cái chữ chúng sinh. Có cái chữ chúng sinh. Chúng sinh là nhiều hết. Nhiều. Chúng sinh là nhiều. Chúng sinh là nhiều. Bây giờ vậy thì từ chúng sinh á, bắt đầu mình nói tới ba cõi, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, hay là tam đồ ác đạo. Ác đạo thì nó có ba đúng không, nhưng mà đúng ra là nó phải có, nó có bốn rồi, tới Atula rồi. Nhưng mà ở đây nói ác đạo là ba thôi, là địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh. Như vậy thì ba cái cõi này mà nếu mà được sanh làm người á, so với chúng sinh á, thì nó có bốn loài: nhãn thân, thai sanh, thấp sanh, quá sanh. Mà nói loài người á, là được thân người là nó khó. Nếu mà được thân người á, là gọi là số ít trong cái loài chúng sinh này. Mà so với địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh thì loài người lại còn ít hơn nữa. Vậy mà nói là người nam á, là phải qua khỏi, là phải hơn cái người nữ. Tại vì cái người nữ á, so với những cái việc làm á, nó còn hạn chế. Có những việc á, người nữ không thể làm được, mà người nam cái chuyện gì làm cũng được. Cho nên á, được cái thân nam á, là cái phước lớn hơn cái thân nữ. Đó là những lời trong kinh Đức Phật dạy. Mà nhiều kinh dạy còn tán thán cái chuyện này, gọi là trượng phu. Cái tính của người nam á, là nó nhẹ nhàng hơn cái tính của người nữ. Do vậy á, cái tính hạn chế và tính phức tạp này là nó làm cho người nữ phải phiền hà dữ lắm. Cái người nữ phiền não khổ đạo do cái tính phức tạp, suy nghĩ tùm lum biểu, nghĩ cũng chịu nghĩ bẩm sinh rồi thì đó. Vậy mới nói là cái cộng với cái nghiệp, ăn bữa nay chứ lo tới năm sau, chứ chưa biết ngày mai chết hay sống. Nhưng mà cái tính người nam á, trượng phu làm thì rất là nhiều mà nghĩ thì rất là ít. Còn cái người này á, thì có khi làm ít mà nghĩ nhiều. Bởi vậy người ta mới sinh ra người đàn ông với người đàn bà thầy. Bởi vậy chứ. Làm vậy người đàn nhưng bà mà ý muốn nói là cái người này khổ hơn nè. Con hiểu không? Con hiểu lý do nào con khổ không? Điều quan trọng đó là cầu thân đại trượng phu đi con. Mà cái trượng phu này mà nó đủ sáu căn lại càng khó hơn nữa đúng không? Đủ sáu căn lại khó rồi, có nghĩa là đủ sáu căn lại là khó, mà gặp Phật khó hơn nữa. Mà Phật này là có ba thời: chánh pháp, tượng pháp và mạt pháp, đều gọi là gặp Phật. Gặp Phật là khó, mà đạt được cái đạo lại càng khó hơn. Và đạt được cái đạo là khó, mà giữ được tính tâm là thọ tam quy ngũ giới là càng khó hơn. Sanh ra cái thời là gặp Phật rồi đó. Để mà hiểu được cái đạo là càng khó, mà thọ tam quy ngũ giới là càng khó. Từ cái tính tâm này nè, nó mới sanh ra cái gì? Bồ đề tâm. Phát cái bồ đề tâm có nghĩa là gì? Có nghĩa là Bồ Tát rồi đó. Ủa, bồ đề tâm mà sao ghi Bồ Tát? Trong đầu nghĩ sao ghi vậy? Thấy không quý vị, thấy thầy nói cái bồ đề tâm nha, thì ghi Bồ Tát, vì bồ đề tâm chính là Bồ Tát. Chúng sinh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện độ, cái nó có hạt giống bồ đề tâm. Vậy đó, thì vậy là cái tâm này là tâm lành, tâm tốt, mà tâm này có phải là trùng với cái nhân hồi nãy không? Bồ Tát thì sợ nhân, chúng sinh sợ quả. Vậy thì chúng ta làm mọi thứ không có sợ gì hết á. Tại vì chúng ta làm đúng mà sợ gì. Chỉ sợ là chúng ta làm sai thôi, đó tin nhân là tin nhạc. Rồi, đạt được cái bồ đề tâm này rồi mà để mà thành tựu được cái Phật quả, mà đạt được cái chỗ là vô tu vô chứng lại là càng khó. Vậy là muốn đạt được cái chỗ vô tu vô chứng nghĩa là gì? Cái hàng Bồ Tát này nè, người ta làm hết mọi thứ mà đến cái chỗ không còn gì để tu, cũng không còn gì để chứng. Vậy là cái quả vị mà cứu cánh nhất.
Vậy thì đạt được cái quả vô tu vô chứng là không còn gì để tu, không còn gì để chứng. Thì trong kinh Bát Nhã có phải nói câu đó không? Vô trí diệt vô đắc. Không có trí cũng không có gì đắc hết á. À, rồi vậy là chúng ta học á, thì chúng ta hiểu để chúng ta biết rằng từ địa ngục, cái này là cái bài này á, ý muốn nói là từ địa ngục ngạ quỷ súc sinh lên đến cái quả vị Phật luôn á. Vậy là cái khó nó học từ lên, cái khó của nó từ nó lên. Vậy là được thân người là khó, ra khỏi tam đồ ác đạo có nghĩa là cái tâm xấu ác đó, mình ra khỏi nó là khó. Còn mình còn cái tâm xấu ác là mình còn ở trong cái ba cõi địa ngục ngạ quỷ súc sinh. Cho nên là thiếu làm sao mà cái bài đó là cái bài mà gọi là tu hành nó khó hay nó dễ ở chỗ này. Từ cái chỗ Phật quả là vô tu vô chứng cho đến các hàng Bồ Tát là phát Bồ Đề Tâm, thì trong cái việc mà tu tập đó là trong đó nó đã có duyên giác, nó đã có thanh văn, nó đã cái tâm tốt nó đã sanh lên cõi trời. Mà được thân người là có, chỉ nói đến con người thôi, được thân người là dưới người còn có Atula, rồi súc sinh, ngạ quỷ, địa ngục. Như vậy cái người mà muốn tu mà mình còn sân là mình biết mình còn ở địa ngục, mà ra khỏi người tu là gì? Đây tu nè, tu từ cái chỗ này, cái này là chúng ta nên bỏ cái tâm ác đi. Bỏ ác thì nó đâu có rơi xuống đâu. À, từ đây trở lên gọi là làm lành. Nó khó lắm. Chúng ta còn luôn luôn đấu tranh với nhau là chúng ta còn ở Atula. Chúng ta còn xem thường lẫn nhau thì chúng ta là đang đọa vô cảnh giới súc sinh. Chúng ta là cá mè một lứa và ban bằng với nhau hết nè. Chúng ta thiếu cái sự cung kính, thiếu sự thương yêu, thiếu sự giúp đỡ nhau. Thì cái gì chúng ta cũng hơn thua đố kỵ. Vậy thì cái đó là ngang với nhau. Duyên giá. Này là thanh văn. Này là duyên giá. Này là Bồ Tát. Ủa, mấy cái này học hết rồi mà. Giờ này chỉ cần viết sơ ra để dễ bản đồ thôi. Phải không? Ý muốn nói là muốn lên thì khó không? Còn xuống tu cái gì xuống? Thấy vậy để cho thầy không chốt lắm. Xuống cái này là có nghĩa là chỉ nói là bỏ ác làm lành vậy. Cái tâm làm lành. Nhưng mà cái tâm làm lành đó là nó lên tới cõi này thôi. Nhưng mà cái Bồ Đề Tâm á, nó lên tới cái này nè, cái này gọi là Bồ Đề Tâm. Còn cái này nè, gọi là cái gì? Cái tâm tốt. Cái tâm tâm tốt. Chứ còn cái tâm này á, cái Bồ Đề Tâm này nó có phải là tứ hoằng thệ nguyện, chúng sinh vô biên thệ nguyện độ, độ chúng sinh. Phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, phiền não đoạn. Pháp môn vô lượng thệ nguyện học, học, học pháp. Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành, Phật. Như vậy thì cái Bồ Đề Tâm có nghĩa là nó hơn cái tâm tốt của người phàm phu bình thường. Người phàm phu bình thường muốn sanh lên cõi trời tâm tốt, làm nhiều việc tốt xong, nhưng mà chưa có Bồ Đề Tâm. Hạt giống Bồ Đề không phải dễ đâu. Rồi giờ này giải mật mã chút xíu nữa là hết. Dạ, thầy cho con hỏi. Xin mời. Như nãy thầy nói cái phần mới dịch giảng vừa qua đó, thì cái phần tính nhân là then chốt của một người có thể đi đến thành công trong cuộc sống, con không đồng ý. Tại vì nếu mà mình muốn tin người, trước nhất mình phải có trí tuệ đi, chứ ai nói mình muốn tin thì đâu được. Nếu mà con không có trí tuệ làm sao con tin cái nhân? Không có trí tuệ thì nhân từ đâu mà sinh ra? Đó, cho nên mình phải học, mình phải có trí tuệ trước, chứ nói nếu mà đụng vô cái gì cũng tin thì đâu được. Đã thì nói con tin cái nhân. Con tin cái nhân. Vậy thì con làm ác hay con làm thiện á, là cái nhân con là nhân lành hay nhân ác là con phải biết con tin chứ. Còn con tin người á thì người ta làm lành hay làm ác thì con vẫn tin chứ. Vì sao vậy? Người ta làm lành thì con vẫn tin rằng người ta làm lành, người ta có quả báo lành. Con cùng đi đến chùa với người ta cúng dường tỷ,
con cúng dường 100.000. Vậy thì cái việc của con cúng dường, con tin vào nhân không? Ừ, người ta cúng dường nhiều, người ta được quả báo nhiều chứ. Thì mình tin tha, tin tha mình cũng tin người ta, nhưng mà mình tin người ta làm lành có quả báo lành chứ. Mình đâu có nói là à, bà tu trật rồi đó, bà làm cái kia trật. Nhưng mà cái nhân của nó có liên đới với là cái duyên. Cái nhân nó có liên đới với cái duyên. Mà giả sử như giờ sư phụ nói là trong kinh này, những đoạn trước chúng ta đã có học rồi, người bố thí cho kẻ ác, kẻ ác cảm ơn không? Cảm ơn chứ, mình bố thí cho nó cảm ơn chứ. Nhưng mà nó đi làm ác nữa hay sao? Nó đi làm ác nữa, vậy là mình kết duyên ác với nó không? Duyên ác. Bồ Tát, cái bồ đề tâm của Bồ Tát vẫn độ người ác, kết duyên ác với người ác. Bồ Tát bồ đề tâm vẫn kết, còn cái người này không kết. Cái người có cái tâm tốt này nó không kết nè. Cho nên khi mà mình còn phân biệt người ác với người thiện là mình biết mà mình mới có tâm tốt thôi, chứ mình chưa phải là người phát bồ đề tâm. Khác nhau ở chỗ đó. Nhưng mà cái người phát bồ đề sẵn sàng hy sinh cho người ca luôn. Cho nên là nói là cho 1.000 người ác ăn không bằng cho 1 người thiện. Lúc này người thiện nó cao hơn 1.000 người ác. Vậy thì người thiện là mình phải kết duyên với người thiện không? Rồi á, cho 1.000 người thiện bữa cơm thì không bằng kết duyên với 1 người thọ tam quy ngũ giới. Cái người thọ tam quy ngũ giới được xem như là con kết cái duyên mà họ tính tâm mà đó. Có nghĩa là họ phát khởi cái niềm tin và họ khẳng định niềm tin của họ vào tâm bảo, có nghĩa là tính tâm. Này, tính tâm là cái tâm tốt mà. Cái tâm tốt mà họ tam quy ngũ giới là được cõi người và cõi trời. Như vậy thì họ mới có phát khởi cái tính tâm của họ mà thôi. Họ khẳng định cái tính tâm của họ. Nhưng mà để cho có cái tâm bồ đề thì sao? Họ phải phát khởi lên nữa. Như vậy, cúng dường cho 1.000 người thọ tam quy ngũ giới không bằng cúng dường cho một vật sa di, có nghĩa là tịnh nhân. Tịnh nhân nghĩa là con người thanh tịnh. Mà 1.000 người thanh tịnh này không bằng cúng dường cho một vị tỳ kheo mới thọ giới. Từ cái người này nè, cái người này mà chỉ cần phát tâm mạnh lên nữa thọ tỳ kheo thôi, mới phát tâm tỳ kheo thọ đó, hơn 1.000 người tịnh nhân. Như vậy thì cái cấp độ này, cái nhân này nó phát triển không? Phát triển khác nhau chứ. Vậy là con phải có trí tuệ không? Dạ thưa thầy, nếu mà đó thì chỉ là một cái mặt gọi là nó cho mình thấy được là mình làm từ thiện đi. Nhưng mà nếu về trí tuệ đi, giả sử như có một người chưa có từng biết qua đạo gì mà lỡ mà nghe được một cái vị dạy mình mà cái vị đó đi sai luôn rồi thì sao này? Vậy thì cái nhân, cái duyên. Vậy là con có tin nhân không? Và Đức Phật đã nói rồi, thời Đức Phật dạy mà 500 tỳ kheo vẫn đi theo Đề Bà Đạt Đa. Vậy thì con có tin cái nhân không? Vậy con có tin nhân không? Vậy thì con tin nhân. Nếu mà như vậy thì 500 người đó là do cái nhân với Đề Bà Đạt Đa. Nhiều đời nhiều kiếp có nhân với Đề Bà Đạt Đa. Còn bây giờ mà giả sử như Đức Phật có 1.250 vị tỳ kheo A La Hán gần gũi Phật. Như vậy thì những vị này đã theo Phật bao nhiêu kiếp rồi? Dạ nếu mà như vậy thì 500 người đó vẫn tiếp tục là những người vô minh cho tới vô lượng kiếp luôn hả? Vì vậy cho nên Đức Phật phát Bồ Đề Tâm cho Ngài Xá Lợi Phất qua đây. Cho Ngài Xá Lợi Phất qua đây nói cho 500 ông này có một số người thì quay về với Phật. Một số người vẫn theo Đề Bà Đạt Đa. Hiểu không? Như vậy cái này gọi là chuyển. Chúng ta chuyển họ không phải chuyển một đời một kiếp, vì họ đã có nhân với nhân. Giả sử như giờ các vị hòa thượng lớn nói, tại sao các vị hòa thượng dạy mà các vị không đi nghe mà thầy dạy các vị đi nghe? Như vậy là ta đã có nhân chưa? Có. Ta đã có nhân rồi. Đức Phật nói là Phật khổ cái bà già đó không được, nhưng mà Phật kêu Ngài La Hầu La đi độ. La Hầu La là chủng tử. Vậy mà La Hầu La bao nhiêu tuổi mà La Hầu La độ bà già này được? Dạ, đó là nhân của La Hầu La. Những người không có duyên với Phật, có duyên với Xá Lợi Phất, Xá Lợi Phất độ mới được.
có duyên với một kiền liên độ mới được. Cái này là người ta đã có nhân với nhau hết rồi. À, vậy thì cái đó gọi là nhân duyên. Tin nhân như vậy thì chúng ta biết rằng có bốn anh đi theo một cô, thì trong đó có một anh cưới, còn ba anh kia ngóng. Mình không xin nợ thì vừa ngóng vừa khóc rồi, vừa ngóng vừa khóc. Vậy là hiểu không? Con hiểu cái đó chưa? Vừa ngóng vừa khóc này. Cho nên là con hiểu là tại sao bộ đi tu chưa? Không âm thầm luôn thôi. Thì mình nên hiểu là mình không có cái duyên, thì con mình có muốn con đó, cho nên là nhưng mà mình chuyển được hay không? Giả sử như giờ trong nhiều kiếp sư phụ chưa có cái duyên với một cái người nào để mà gọi là đời này sư phụ phải kết duyên làm vợ làm chồng, nhưng mà nếu mà bản thân sư phụ không giữ được bắt đầu cái duyên mới nó sanh ra, vậy là đó cái duyên của đời này. Cái duyên của đời này là mình tạo nè. Còn nếu trong quá khứ không có rồi, dễ gì người đó để ý con. Dạ thưa thầy, nếu mà như vậy á, nếu mà mình đi học pháp á, mình cảm thấy cái vị nào đó mà giảng mà mình nghe không có lọt vô, là tất nhiên là mình không có duyên. Đúng, không đi nữa. Từ cái chỗ đó là khó nói dữ lắm. Có nhiều người người ta lại là khi nghe không được, người ta sanh tâm chê bai, điều đó không có đúng. Không có được chê bai. Bởi vì mình không có duyên. Mình nghe thôi. Nếu người khác người ta nghe tàu nó hay ghê gớm. Còn mình không có duyên thì mình lại chê là không có được. Cũng giống như là mình không có duyên cho nên mình nói người ta xấu, còn cái người kia có duyên người ta nói đẹp cỡ đó, ngu lắm. Người ta chơi mình ngu, người đẹp cỡ đó mà không biết.